Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng tăng nhẹ, tăng khoảng gần 2 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,09%. Thời điểm này thì vẫn giao dịch quanh ngưỡng 1.852 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.849,05 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.856,60 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,14%. Giao dịch quanh ngưỡng 102 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì vẫn trong xu hướng tăng. Với tỷ lệ tăng là 5,40%, giao dịch ở mức 31.500 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,41%, giao dịch ở mức 2,953% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,79%, giao dịch ở mức 119,384 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được dự đoán sẽ nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tháng 6 và tháng 7 và báo cáo việc làm mới đây của Mỹ đã nâng khả năng này lên cao hơn nữa. Số liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ được công bố ngày 10 tháng 6 tới đây sẽ là trọng tâm tiếp theo để giới đầu tư tìm kiếm manh mối về lộ trình thắt chặt chính sách của Fed. Giới đầu tư cũng gia tăng dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu hay thường gọi là ECB sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Và đánh cược vào một mức tăng mạnh hơn là 50 điểm cơ bản tại một trong các cuộc họp chính sách của ngân hàng này từ giờ cho đến tháng 10. Lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, dù cho kim loại quý này vẫn được xem là biện pháp phòng trừ rủi ro lạm phát. Theo Fitch Group mới đây nhận định rằng giá vàng đang được hưởng lợi từ xung đột giữa Nga và Ukraine và chính sách không Covid của Trung Quốc vốn đã gây ra những bất ổn địa chính trị. Những lo ngại về lạm phát và nguy cơ suy thoái khi mà các ngân hàng trung ương muốn nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Về mặt nhìn nhận giá vàng thì theo ông Everett Millman, chuyên gia phân tích cao cấp của tập đoàn Gaynell Vilcoin cho rằng dù cho chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục góp phần làm gia tăng vai trò trú ẩn của vàng, nhưng việc Fed tiếp tục tăng lãi suất lại gây sức ép cho giá vàng. Vì vậy, giá vàng sẽ còn điều chỉnh xoay quanh 1.800 đô la Mỹ trên một ounce trong ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng tại thị trường trong nước cụ thể với vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,60 cho đến 69,52 triệu đồng trên một lượng, theo hai chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng trong nước đi ngược với xu hướng của thị trường vàng thế giới vẫn duy trì đà giảm trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra đang dao động trong khoảng 900.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội mua vào 6.860.000, bán ra 6.952.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.860.000, bán ra 6.952.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.870.000, bán ra 6.955.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.870.000, bán ra 6.950.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán.
Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.872.000, bán ra 6.948.000, giảm 4.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mỹ Hồng SJC mua vào 6.905.000, bán ra 6.940.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.850.000, bán ra 6.940.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.850.000, bán ra 6.950.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.860.000, bán ra 6.952.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại thì vẫn duy trì đà giảm trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này dao động trong khoảng từ 900.000 đến 920.000 đồng trên mỗi lượng. Hiện tại đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.860.000, bán ra 6.952.000. SJC Huế mua vào 6.857.000, bán ra 6.953.000. SJC Bình Phước mua vào 6.858.000, bán ra 6.952.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.862.000, bán ra 6.955.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.860.000, bán ra 6.952.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.858.000, bán ra 6.952.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm cuối ngày hôm nay thì giá vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng không có điều chỉnh về giá, hiện tại đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.395.000, bán ra 5.485.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Vàng 4 số 9 mua vào 5.365.000, bán ra 5.445.000. Vàng 24K mua vào 5.261.1000, bán ra 5.391.1000. Vàng 18K mua vào 3.899.2000, bán ra 4.099.2000. Vàng 14K mua vào 2.989.8000, bán ra 3.189.8000. Vàng 10K mua vào 2.085.8000, bán ra 2.285.8000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.